Dạ anh ơi, cho em trả lại cái số tiền mà hôm bữa em ứng lương và lãi. Đủ không đó mày? Dạ đủ. Dạ sao anh không để em chuyển khoản cho nó nhanh mà bắt em đưa tiền mặt chi cho mất công vậy? Tao thích vậy á, được chưa? Dạ. Còn gì nữa không? Nói luôn. Dạ em nghỉ việc ở đây á, lại không biết xin việc ở đâu nữa, mà quay trở về làm IT dạo á thì nhục lắm. Anh cho em làm lại được không anh? Mày hối hận rồi chứ gì? Dạ. Mày muốn làm việc tiếp đúng không? Nhưng mà anh cho em hỏi một chút. Nếu mà mình mời khách vay thì họ có phải trả lãi cao như em trả không anh? Mày không biết câu khách hàng là thượng đế hả? Anh lấy mày lãi cao để cho mày chừa cái tật thôi. Đừng có bạ lúc nào cũng đòi ứng lương. Dạ. Giờ mày muốn làm tiếp hay nghỉ? Nói. Dạ, làm tiếp. À, anh ơi, không mấy hôm nay anh cho em xin phép về sớm. Để em về em suy nghĩ kỹ lại, rồi có gì em báo anh. Ok, thoải mái. Tùy mày thôi. Dù sao thì mày cũng đâu nợ nần gì công ty nữa. Làm hay nghỉ đều được. Dạ, em cảm ơn anh. Xin phép em về trước. Ừ. Mày làm gì vậy? Mày đứng lại! Nè! Cái gì? Ba, chạy đi ba! Cái gì? Lộ rồi! Chạy đi ba! Cái gì mà lộ? Chạy! Bắt nó lại cho tao! Dạ! Nhanh lên! Từ từ con! Mệt quá! Từ từ! Chạy hướng này ba! Chạy hướng này! Hướng này! Chạy hướng này hả? Đứng lại! Đi đi! Sao rồi? Bên đây! Đứng lại! Đứng lại! Ba thở hết nổi rồi! Đáng lên ba! Mệt quá! Đáng lên! Đứng lại chưa? Đứng lại! Tụi mày tính chạy hả? Mày ngồi chạy đi! Tụi mày chạy không thoát đâu! Tụi mày muốn gì? Muốn gì hả? Đặt chân ra nó cho tao! Dạ! Dạ! Hãng! Nhất hãng! Dạ! 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 Đứng im! Các anh đã bị bắt! Em là nhân chứng, có luôn bằng chứng để em cung cấp cho anh điều tra. Mời anh lên phường để hợp tác điều tra. Dạ. Chú Bảy có sao không chú Bảy? Không sao con. Còn con có sao không? Dạ, có sao không anh Long? Thôi đi về. Dạ. Về. Đi. Cái gì vậy? Dạ. Đau. Chắc là bị trật tay rồi đó. Dạ. Thôi đi về đi rồi coi sao. Dạ. Từ từ mà tính. Đi anh.